Hai, xin chào tất cả cô chú và anh chị và các bạn. Và hôm nay Đàn Ngố sẽ đi thăm bãi chuột cho mọi người cùng xem nha mọi người. Mọi người cùng chờ xem tàu đi bãi chuột có dính không nha. Ngày hôm qua tàu đi gài mà tàu không có quay, tại vì gài quay cũng không có gì để xem mọi người ơi. Và ngày hôm nay trời giấc này cũng khoảng 8 đến giờ rồi, tàu sẽ đi thăm cây có không nha, mọi người cùng xem nha. Đây tàu gài trong cái mảnh lúa này nè, với vòng vòng cái chuột bên đó, và cặp cái đường dẫn này, cái đường dẫn này là cầu Cầu Lãnh nó dẫn tới Bắc Vàm Cống nha mọi người. Rồi quay lại với cuộc đi thăm gặp của tèo cái đầu tiên nha mọi người. Rồi có hàng luôn mọi người ơi, đây có hàng nha mọi người, một con đầu tiên à. Tiếp tục nha mọi người, đây cái này hôm qua nó đứt rồi so rồi, tèo để đây, cái này tèo gom về thôi. À, đây 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 có hàng mọi người ơi, lụm đây nè, người coi nè, vô vô quá im. Đây 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 có đây nha mọi người, dính nha mọi người, dính mắc kẹt cái giò luôn. À, cái hang đó mọi người, hang nó đi cái đường nó xuống lúa nè, nó ăn lúa non nè mọi người, nó cái đường đó. Đây là cái chỗ người ta chắc núm rơm đó mọi người. Để tôi quạch xong rồi, cái này ba cái rơm nó còn lại nè, nó mô mô vậy đó mọi người. Đây nhiều lắm nha mọi người, ta chắc núm á, ta thu hoạch núm xong thì mấy cái này nó còn lại nè, nhưng mà chừng nữa ta gom mấy này ta làm phân để trồng hoa nghe. Rồi cái tiếp theo mọi người ơi, không dính mọi người ơi. Cái tiếp tục đây có rồi, có dính rồi mọi người ơi. Đây, đây ảnh nằm đây, tí nằm đây nghe mọi người, đây cái đường đi dẫn đi nè mọi người, và trong đây mình có gà một cái nữa, nhưng mà nó dính đầu này, mà đầu này nó không dính. Đây một em chuột giấy quá im. Đây, tiếp tục thôi mọi người ơi. Rồi cái tiếp theo mọi người ơi, đâu rồi đây, đây mọi người ơi. Hui rồi dính luôn ngày lứa nha mọi người. Rồi chuột này bẫy gắn quá im. Rồi cái này không dính luôn mọi người ơi. Rồi hết gặp mọi người ơi. Tèo có một số gặp không dính, tèo không có quay nha mọi người. Rồi hồi nữa tèo về tèo tổng kết số chuột cho mọi người cùng xem coi được nhiêu con nha mọi người. Rồi đi về thôi mọi người ơi. Rồi tèo về tới nhà rồi mọi người ơi. Đây số chuột tèo gà được đây. Chắc hàng ra cho em. Vô. Vô đây nằm. Sướng chưa mọi người?
Đây, hình như đây nha mọi người, hai con cún nhum dưới ra 1 2 3 4 5 6 6 con chuột cơm nha mọi người. Rồi, quá vậy mọi người ơi. Rồi, tôi xin kết thúc clip nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau của Tèo nha. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha.